Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi với bé bự Marvin. Marvin là một con Rottweiler rất là vui vẻ, lúc nào cũng hừng hực, khỏe khoắn. Marvin là con của Quinto von Kumasi và Pila von Kumasi, hai con Rottweiler nhập Đức. Marvin sinh ngày 21 tháng 5 năm 2016. Đến thời điểm hiện tại là hơn 2 tuổi rưỡi, gần đạt được tuổi trưởng thành tối đa của một con chó đực là 3 tuổi đến 3 tuổi rưỡi. Thì Marvin đã hoàn thành cái danh hiệu chó đẹp và chó vô địch Việt Nam, Việt Nam Champion, vào ngày 16 tháng 9 năm 2018. Đây là những cái giây phút mà vừa chơi vừa tập luyện của Marvin để thể hiện ở trên sân thi, như hình ảnh này. Ở cuộc thi chó đẹp gần đây nhất vào ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2018, là cuộc thi chó đẹp lớn nhất của năm 2018 do Hiệp hội Chó giống Việt Nam PKA tổ chức, thì Marvin đã giành được cái chiến thắng thuyết phục với 5 trên 6 cuộc thi, là Marvin đạt được cái danh hiệu con chó đẹp nhất của giống chó Rottweiler 5 trên 6 lần các bạn nhé. Rồi, chỗ này quá sạch. Rồi đây. Đây thôi. Đâu? Đi đâu?